Thưa quý vị, phát huy truyền thống của bộ đội Cụ Hồ nên khi trở về thời bình, các cựu chiến binh tiếp tục song pha trên mặt trận kinh tế để vượt khó vươn lên. Đặc biệt, tinh thần người lính cũng thôi thúc họ không chỉ lo cho bản thân mình mà còn phải nghĩ đến những đồng đội còn khó khăn vất vả hơn. Tại thành phố Bà Rịa, sau 5 năm thành lập, câu lạc bộ cựu chiến binh cựu quân dân giúp nhau làm kinh tế của hội cựu chiến binh thành phố đã giúp không ít trường hợp hội viên vươn lên trong cuộc sống. Ban đầu, cựu chiến binh Trần Xuân Hồng, ngụ phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, chỉ kinh doanh đúc khuôn nước đá tại nhà. Sau khi tìm được đầu ra ổn định, ông Hồng quyết định mở rộng cơ sở sản xuất nhưng thiếu vốn. Được câu lạc bộ cựu chiến binh, cựu quân nhân giúp nhau làm kinh tế thành phố Bà Rịa, hỗ trợ cho vay 150 triệu đồng vào năm 2020. Ông Hồng đã đầu tư thiết bị, mở rộng cơ sở sản xuất, qua đó nâng mức thu nhập bình quân lên hơn 20 triệu đồng một tháng. Đồng thời tạo việc làm ổn định cho 10 thanh niên địa phương với mức lương từ 7 đến 10 triệu đồng một tháng. Nhờ cái đồng vốn đó là mình có cái đồng vốn mình xoay sở để mà mua vật tư rồi mua máy móc. Thêm cái đó rồi có máy móc nó làm nhanh hơn. Thì từ đó thì kinh tế nó đỡ nhiều. Có con cái ăn học rồi nó ra trường rồi các thứ mình nó làm. Thì có cái vốn mà cũng vay cũng tương đối là rẻ. Cũng như vốn của ngân hàng chính sách. Mình rất là cảm ơn câu lạc bộ và kinh tế. Lập nghiệp với nghề sản xuất phở gia truyền, nhưng do làm thủ công mỗi ngày chỉ sản xuất được vài chục ký, nên kinh tế gia đình ông Vũ Văn Vinh, ngụ khu phố 5, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, mãi không khá lên được. Chỉ đến khi được câu lạc bộ cựu chiến binh, cựu quân nhân giúp nhau làm kinh tế thành phố, cho vay 30 triệu đồng năm 2020 để đầu tư dây chuyền máy móc, cơ sở của ông mới nâng sản lượng sản xuất lên hơn 2 tấn một ngày. Qua đó cải thiện đáng kể thu nhập, giúp ông có điều kiện xây nhà cửa khang trang và nuôi con cái ăn học đầy đủ. Có vay vốn của hội đầu tư vào máy móc để phát triển cơ sở nó mạnh lên, rồi cho kinh tế phát triển, gia đình rồi người làm nữa. Sau gần 5 năm đi vào hoạt động, câu lạc bộ cựu chiến binh cựu quân nhân giúp nhau làm kinh tế, hội cựu chiến binh thành phố Bà Rịa đã huy động hơn 500 triệu đồng từ các thành viên, qua đó giúp gần 20 lượt hội viên vay triển khai các mô hình sản xuất kinh doanh với lãi suất ưu đãi. Hiện câu lạc bộ có 36 hội viên với 7 nhóm sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho gần 300 lao động. Tất cả thành viên của câu lạc bộ đều nằm trong diện khá giàu. Hội cựu binh thành phố đã chỉ đạo cho câu lạc bộ cố gắng là cái xây dựng hội, kết nạp hội viên. Và thứ hai là tham gia tích cực, tham gia đóng góp xây dựng quỹ hội và tức là giúp nhau hội viên khó khăn. Tức là vượt nghèo, cựu chiến binh lúc nào làm kinh tế hội cựu binh thành phố Bà Rịa thì rất có cái hiệu quả cụ thể. Như vậy là xây dựng cái quỹ ban đầu là mỗi hội viên đóng góp là 3 triệu đồng. Cái thứ hai là hội phí hàng năm là đóng góp 300.000 đồng một hội viên để phục vụ cái thăm hỏi và sinh hoạt. Sự đóng góp của tất cả các hội viên rồi những đồng chí là có khả năng nhiều hơn thì tham gia nhiều hơn để cho hội viên mình vay. Với lãi suất là như lãi suất của ngân hàng chính sách xã hội. Phải nói rằng là câu lạc bộ cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế của thành phố Bà Rịa tuy thành lập sau so với các địa phương khác nhưng hoạt động rất hiệu quả và số vốn đã gần 500 triệu. Hoạt động của câu lạc bộ là mang tính nhân văn, chủ yếu là chia sẻ giúp nhau vượt khó, vượt nghèo để vươn lên làm giàu chính đáng. Tôi đánh giá cao hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ giúp nhau làm kinh tế của thành phố Bà Rịa. Câu lạc bộ cựu chiến binh, cựu quân nhân giúp nhau làm kinh tế, hội cựu chiến binh thành phố Bà Rịa đã và đang huy động được tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa các hội viên, không chỉ giúp nâng cao đời sống của cựu chiến binh mà còn thể hiện sâu đậm phương châm sống luôn trọn vẹn nghĩa tình của người lính Cụ Hồ trong đời thường.